vậy không mấy các bà dặm lúa ngoài này có nông bà hỏi mua dặm lúa chưa nhưng mà mấy bà dạo con quá bây có mình con trai à đi ra gạo bán à đi 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 mà đi 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 tao khai nước à. Thì con đi ạ. Rồi các bạn xem cảnh đồng quê nha, có mấy cô thiếu nữ đang dặm lúa ở ngoài kìa các bạn đó, các bạn sát bên các bạn ơi, tại lên trên được rồi chú Năm. Lúa này sợ đường tháng nha các bạn, cánh đồng xanh ngát luôn nha các bạn. Hôm nay sợ nếp các bạn ơi, đây cánh đồng phèn, trên kia là tràm không nha các bạn, còn phía bên kia là gần tràm luôn nha các bạn, tấp lâm rồi không các bạn ơi, chim cò chuột dữ lắm nha các bạn. Mấy cái clip trước mình có gài bẫy đó, bẫy cò bẫy chim rồi đó các bạn, các bạn hãy cùng ra thăm mấy em mấy em dụng lúa nha các bạn. Này nếp rồi các bạn, nếp này sao nó không thấy nó sung sung các bạn ơi, thì sao mà nó có mấy này sung nè, mấy này dư phân như vậy, này dư phân nó trúng rồi, nó mát lúa rồi các bạn. Nói chơi chỉ mấy em vậy chứ mấy người này cũng hơi lớn rồi các bạn, hình như có hai người lớn tuổi rồi, có hai cô em, hai cô em mình ra mình ghẹo hả, người ta ghẹo hay là mấy bả ghẹo là mình các bạn. Hôm nay mình cũng hơi rảnh à, các bạn thấy cái bờ không, cái bờ mà nó không láng không liền lạc các bạn biết nó phèn cỡ nào các bạn. À, đất thuộc á, nếu mà đất thuộc nha là cái bờ nó láng lắm mà các bạn, nó không có sừng sùi như gì, nó không có nứt này, nắng nè các bạn, nắng là nó nứt như vậy đó. Cho dặm lúa không, ra dặm nè. Trời ơi, có biết này có dặm đâu mà đem, mai còn dặm không, mai còn dặm đem hả? Trời ơi, tính đem một chai cho em à. Bồi bổ cho mình em à. Nè, đang quay nè. À, các bạn thấy cô áo xanh chưa các bạn? Giỏi lắm nha các bạn. Anh em nào mà chưa vợ hãy bình luận mấy dưới nha các bạn. Để đưa số điện thoại đi rồi mình sẽ liên lạc với con này. Con này xinh lắm nha các bạn. Mình đây mình còn phái mà. Mấy bạn nó nhỏ quá, bạn bè đây không nghe nè. Đây chỉ có em xin quay em thôi chứ quay ai giờ. Anh nào mà cưới cái chị này về là sung sướng nghe các bạn. Anh chị này giỏi lắm. Chưa. Ghê xa quá.
Ông hồi mai có chú sen không đó. Này lúa của ổng nở hết trơn thôi, nở tét tét trơn nè, không dám đâu, ổng nói đứng trên bờ á. Như của tôi dưới kìa, lỗ hàng Minh Thiên. À, bỏ luôn không có giọng. Tiền đâu mướn. Mở bảy nói hay quá. Đứng giờ lên. Mấy cô giùm lúa này vui tánh lắm nha các bạn. Nhậu không? Lát đi kiếm mồi nhậu nè. Rồi lúa của ông nhỏ có đất tơi. Liên gì là... Hả? Phải không? Cái gì? Khai nước vô hôm qua hôm kia thì nó nổi hết trơn rồi. Nói lịnh bịnh hẳn á. Tính mướn em lại cái lại nè. Vậy hả? Nó chơi vậy chứ nổi có số ít à. Tại vì dặm hai ba bữa nó chắc nó cũng bám bám dễ rồi. À, cái bám cái không. Rồi loại nhận lại rồi. Nó nhận lại luôn hả? Ừ, nhận lại cho nó ăn cắn đất chứ. Ủa chú Năm muốn khai nước gì ta? Nước giật nè. Nước chảy nè. Không, bữa mà mướn bà Phương dậm nắng á, đâu sao á. Cũng dậm khô vậy đó, phơi có nắng, còn một nắng một đó. Mà nó khô queo luôn. Chết luôn. Bữa đó mướn bà Phương với hai chồng bà Phương cũng như không. Chết trơn. Nó khô cây luôn á. Thôi về không có nói dốc nữa, giờ vô đang đi lặng này dặm lúa. Ờ đám sen bển như còn đó. Dạ. Bà có sen gám không bà Phương? Bà có sen gám không? Sen gám gám như hỏi mày đó, đen đen hả? Có không bán cho bà vài ký đi. 20 ngàn. Ơi không, ai biết bả dặn mua vậy mà. Tiền đâu à, tiền đâu bù vô vợ quýnh chết hả? À? Bả nói gì vậy? Bữa nói cho mà đâu có cân lại, đâu có biết nhiêu đâu. Mày săn non nhiều mà. Ba đem cho ổng, đem cho ông ta sữa bắp nữa quê.
gì sữa sen với sữa bắp gì? Hay nè, này hay nè. Thôi vô. Rồi các bạn ơi.